Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 16 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ngày 15 tháng 2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự lễ và đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bình Thân 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một xã trong vùng thủ đô kháng chiến trước đây và có phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng tốt trong những năm qua. Báo Quân đội Nhân dân cho biết. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương đã hưởng ứng, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, 56 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nhân dân ta lại tổ chức ngày hội Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón xuân và đem lại những kết quả to lớn, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ngày 4 tháng 2 năm 2016, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã được ký kết giữa 12 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam, có quy mô kinh tế chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát triển thương mại khu vực và thế giới với yêu cầu cao hơn trong bối cảnh lực lượng sản xuất phát triển rất nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thông tin chi tiết có trên báo Nhân dân. Việc nước ta ký hiệp định TPP không chỉ là kết quả của quá trình 5 năm kiên trì đàm phán với tinh thần vừa hợp tác vừa đấu tranh, lấy lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu cao nhất. Sâu xa hơn, đây là thành quả của tiến trình 30 năm đổi mới, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung quan trọng, ngày càng được khẳng định mạnh mẽ và kiến giải sâu sắc qua các nghị quyết của Đảng. Đây còn là những trải nghiệm rút ra từ thực tiễn hội nhập của nước ta sau khi ký kết và thực thi hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ, tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN, các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác và gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Tham gia các hiệp định này, Việt Nam có thêm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ tăng quy mô, tạo điều kiện hình thành những doanh nghiệp lớn, đồng thời với xu thế cá thể hóa doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích phong trào khởi nghiệp của mọi người dân và nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế. Mặc dù mới xuất hiện ở nước ta khoảng 5 năm, nhưng mô hình cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ hoạt động hiệu quả, tạo lực đẩy mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học công nghệ, rút ngắn khoảng cách giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến nay cả nước đã có khoảng 50 cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ được hình thành tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao với nhiều quy mô khác nhau. Các cơ sở này đã trở thành cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp, bởi khi tham gia ươm tạo trong một thời gian nhất định, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hướng dẫn việc ứng dụng khoa học công nghệ, các công trình nghiên cứu vào sản xuất một cách hiệu quả. Đồng thời sẽ được cung cấp các dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết từ giai đoạn hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập và phát triển doanh nghiệp thành công. Nhận thức và văn hóa của giới trẻ đang có vấn đề. Đó là ý kiến của ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội với phóng viên về con số gần 3.400 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết Bình Thân 2016 do Bộ Y tế công bố mới đây. Theo ông Tiến, có rất nhiều nhưng đáng chú ý hơn cả là trong ngày Tết, nhiều người thường tụ tập uống rượu bia và khi có chất kích thích cũng chính là nguyên cớ tác động dẫn đến hành vi bạo lực. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân gốc mà nguyên nhân gốc chính là cách ứng xử văn hóa, đặc biệt là trong giới thanh niên đang có vấn đề. Khi xảy ra mâu thuẫn, đáng ra phải trao đổi, tranh luận, phân tích cho nhau, thì họ sẵn sàng dùng vũ lực lao vào đánh nhau thay cho lời giải thích. Đó là việc rất đáng trách. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng nhấn mạnh ngày nay, đời sống vật chất kinh tế của người dân khá hơn, nhưng giáo dục về đạo đức còn bị coi nhẹ. Chứ những ngày xưa các cụ dạy chúng ta, nay đã không được coi trọng. Đây là điều đáng buồn và đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Với nhan đề để những lễ hội giữ được nét đẹp truyền thống, báo Vĩnh Phúc cho biết. Mỗi độ xuân về trên khắp mọi miền quê của Vĩnh Phúc diễn ra rất nhiều lễ hội, thể hiện mọi sắc thái văn hóa, tinh thần của người dân trên mỗi làng quê.
Bên cạnh việc phản ánh nét đẹp của người dân luôn hướng về cội nguồn của dân tộc, sự hòa nhập và gần gũi với thiên nhiên, đất trời và con người. Chính vì vậy, việc tổ chức và quản lý lễ hội dân gian không hề đơn giản, đặc biệt là trong bối cảnh có sự tác động của thị trường. Do đó, để cho những lễ hội giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên sơ, thuần túy với đầy đủ ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, bên cạnh sự siết chặt quản lý của các ngành các cấp, thì hơn hết vẫn là ý thức của mỗi du khách. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.